Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mò một bức tranh, và đó chính là cái tất Noel nha. Tất để hướng dẫn bột phá vào nhà. Ok, và để đỡ mình ra, mọi người mình sẽ dẫn mọi người solo cái tất đôi tất này nha. Ok, xin lá chứ nha. Hãy tô màu càng nhiều là tốt nha mọi người. Tiếp theo là nâu nha. Và đủ màu trước tất còn lại em ngược trái ngược màu nha nha. Đó, tất đôi nó kỳ lạ tí nữa, thu hút người xem hơn này. Đó, là như thế này ha nè. Mình sẽ để đây một chút cho mọi người tôi nhé. Mình cũng bạn mất rồi. Bùa đá. Bùa đá, bùa đá. Người tôi đi ạ. Được thôi. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Thưa quý vị, cả thế giới vừa trải qua 10 tháng liên tiếp nóng kỷ lục. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt 1,58 độ C so với thời kỳ lịch tiền công nghiệp. Và trong thời điểm này, tốt nhiều nơi thế giới, trong đó có cả Nam Bộ của Việt Nam chúng ta, vẫn đang trải qua một đợt nắng nóng có thể nói là bất thường cả về thời gian. Ok nha mọi người. Tại sao nóng lại gay gắt và kéo dài liên tục vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân này với chị Việt Hà ngay sau đây. Và chị Hà, nắng nóng như vậy chắc chắn là như ở Nam Bộ thì người dân, người lao động chịu ảnh hưởng nhất. Dạ vâng, đúng vậy. Người dân ở khu vực Nam Bộ thì đã và đang phải căng mình để có thể chống chọi với cái nắng nóng gay gắt suốt hơn 2 tháng nay rồi ạ. Và cụ thể như là tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thời điểm mà nhiệt độ vượt mức 39 độ C sát với mốc lịch sử năm 1998. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho người dân khó chịu, mệt mỏi và cuộc sống của nhiều người thì còn bị đảo lộn. Muôn kiểu chống nắng thì được người dân sáng tạo ra, thế nhưng vẫn chẳng đỡ hơn là bao. Đặc biệt là ở các khu nhà trọ chật hẹp của sinh viên hay là đối với những người công nhân lao động ở ngoài đường. Nghĩ nhanh, nghĩ kiếm khi làm nhanh.
không gian nhà trọ chật hẹp chỉ gần 10 mét vuông. Những ngày nắng nóng, oi bức trở thành nỗi ám ảnh của cô. Quạt không ít công suất, thậm chí không mở cửa tủ lạnh để làm mát, nhưng cũng luôn có cảm giác khó chịu và bị bắt khi thời tiết không chút hạ nhiệt. Chị thấy người ta đổ mồ hôi luôn, tại em thấy nó rất là nóng, thân sự nóng nó cũng ha lạnh ở trong lòng, cảm giác không đổ mồ hôi luôn. Không chỉ tại các khu nhà trọ, thời tiết nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tăng cao liên tục trong nhiều ngày, khiến những người lao động vốn công việc mưu sinh phải làm việc ngoài trời còn vất vả hơn. Thời tiết như ngày mấy ngày hôm nay là nóng cực kỳ luôn. Đấy. Như đó thì đêm thì sáng khoảng thứ 2 thì qua thì sáng thì nó đỡ thế. Ban ngày thấy được cái quá nóng. Đấy là mong mổ hôi cho chúng ta. Nhiều lúc như trưa nó ngồi gốc cây nó nóng cũng được rồi. Ok, người dân phải chật vật tìm đủ mọi cách từ dưới đồng cỏ. Đây đôi kia không đi làm. Dưới gốc cây để nóng. Hai rưỡi rồi. Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục với thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày tới của tháng 4. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ C, có nơi nhiệt độ có thể tăng cao vượt mức 39 độ C. Thời tiết nắng nóng không chỉ gì, không chỉ là thách thức của người lao động mà còn báo động nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quỵ đối với người dân khi tiếp xúc lâu với ánh nắng trực tiếp. Nghĩa là bây giờ kiểm tra lại á. Nắng nóng thành phố Hồ Chí Minh là khu vực Nam Bộ thường sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày hoặc cùng lắm là từ 5 cho đến 7 ngày sẽ kết thúc. Thế nhưng mà năm nay lại duy trì liên tục suốt từ ngày 9 tháng 2 cho đến bây giờ. Như vậy thì tính đến ngày hôm nay, nắng nóng với nhiệt độ cao trên 35 độ C ở khu vực Nam Bộ đã diễn ra 64 ngày liên tiếp. Đây là đợt nắng nóng kéo dài chưa từng thấy trong lịch sử ở khu vực này. Nắng nóng thì không chỉ đến sớm, kéo dài bất thường mà còn gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Tháng 2 thì nhiều nơi đã ghi nhận giá trị nhiệt độ kỷ lục, trong đó thì có thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nhiệt độ đã vượt mức 38 độ C, là cao hơn so với mức lịch sử được thiết lập cách đây gần 30 năm. Và tháng 3 thì cũng trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử của khu vực Nam Bộ. Sang đến tháng 4 thì nhiều nơi lại tiếp tục đo được nhiệt độ cao kỷ lục của tháng. Thậm chí là tại Biên Hòa, nhiệt độ còn cao tới 40 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất chưa từng thấy trong lịch sử tại khu vực này. Một điểm đặc biệt nữa trong mùa khô năm nay ở khu vực Nam Bộ, đó là đến thời điểm này mà vẫn chưa có đợt mưa rông nào xuất hiện để có thể giúp cho không khí được xử lý tự nhiên. Các thành phố lớn như là Biên Hòa hay thành phố Hồ Chí Minh thì đang trở thành những tâm nóng ở khu vực Nam Bộ trong 10 năm trở lại đây do có hiệu ứng đô thị. Bề mặt thì phần lớn là bê tông và đường nhựa sẽ hấp thụ rất lớn nhiệt lượng từ mặt trời chiếu xuống, có thể đến 80-90%. Chưa kể là nhiệt độ cao nhất trong thành phố lại càng khiến cho cả nhiệt độ cao nhất tăng từ 2-4 độ C so với. Qua cháu nào đăng ký về sớm nhỉ? Tốt rồi. Tôi đang nạp số. Hả? Nạp số hả? Không, biết phụ nào làm gì. Anh sắp về rồi anh. Nó về quê rồi. Chắc về. Thế mà Hương bọn này chơi bài. Trời. Ê, vẫn đủ rồi mà. Cứ chơi đi. Ừ, có một đợt thì anh sẽ gọi là Phong Châu rồi.
Nè, một game lên thôi còn ép nữa mẹ. Hai ảnh máy. Bằng tuổi anh. Không, già đấy. Trẻ, so với anh sắc là trẻ. Anh sắc 91 đấy. Anh 91 đấy mà. Trên nhau 8 tuổi trời. Chẳng lẽ rồi anh sắc lại 2003. Mình lấy tuổi mình. Rồi anh sắc lại yêu 2003. Chết. Nhầm. Ok nha mọi người. Ok, yo. Cái ảnh vẫn đè, nó bị đè. Giờ Facebook gửi hai ảnh một lúc nó hay bị vậy. Nó nhìn nó như một ảnh luôn á. Hôm qua em tưởng em gửi nhầm thì em lại gỡ xong thấy nó phù hai cái liền. Cái gì nào nhỉ? Vừa vào. Ok nha mọi người. Tốt rồi. Ok nha mọi người.
Ok em ơi. Ok. Và bây giờ mình lấy cái thùng nha, bye bye mọi người.